Bàn giao dàn máy FX200 và con máy lén Kaisan 18/17 tại Diễn Châu, Nghệ An, và mới mở lỗ từ lúc 4:30 thì 4:30 bắt đầu mở lỗ, thì hiện tại bây giờ là đã chuẩn bị có nước rồi. Đấy, hôm nay là máy về đến nơi phát là làm luôn. Thì bác chủ nhà đã xem ngày thì ngày đẹp quá, không hoãn được đến hôm sau. Bây giờ may mắn cái là đặt cái là ăn luôn rồi. Nước thì đang ướt rồi, là chưa nhiều thôi. Anh em nào có nhu cầu mua máy khoan, máy lén khí thì có thể để lại cho em xin cái số điện thoại nhá, cũng như hoặc là bình luận. Và cần những cái sản phẩm như thế nào thì bên em sẽ gọi lại để tư vấn cho chính xác. Và đây là máy lén khí 18/17, là loại động cơ lớn 191 kW. Đây. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua máy lén khí thì ới mình câu nhá. Hàng đẹp, chất lượng, phục vụ thì rất là nhiệt tình. Sáng ngày bắt đầu chở máy về đây mà phải đi theo máy luôn để vào cho nó kịp giờ hoạt động. Nên là máy mà về luôn thì làm luôn thì rất là vất vả, chưa có thời gian chuẩn bị cái gì hết. Thế nhưng mà may mắn cái là làm cái gì khu vực tạm thời coi là may mắn, nó dễ nước đi. Như thế này cứ bàn giao cái con máy mà cái giếng đầu được như thế này thì là ơn giời. Vào ngày mưa xuân này, mưa ướt hết cả sân. Hôm nay mà giếng này mà thành công thì thôi là quá là tuyệt vời, không có gì để nói nữa. Thì cố gắng hỗ trợ cho bác ở đây làm được 3 cái giếng thì anh em chúng tôi mới lại quay trở về. Anh em nào mà muốn con máy khoan như thế này nha, con này là có hỗ trợ tời này, có bộ tời này, và có bộ chuyển đổi khoan nước này. Đấy, có bộ chuyển đổi khoan nước đây, các bác thấy chưa? Chuyển đổi khoan nước này, và có thêm cái bộ tăng áp quay nhanh. Nó quay đến 150 vòng trên phút cơ. Khi mà làm đất như vừa rồi có thử, làm đất mà không mở cái chế độ quay nhanh thì đi rất là chậm và không xuống được. Nhưng mà mở cái chế độ quay nhanh lên cái là nó xuống rất là nhanh, xuống băng băng luôn. Thế nên là cái chế độ khoan nước này là rất là, chế độ quay nhanh này là rất là tuyệt vời. Bác là có nhu cầu thì sắp gặp chủ tịch rồi anh Hà nhá. Bao giờ anh Hà ra với bọn em đi nhỉ? Anh khoan giếng Khánh Hòa nhá, hôm nay lại hủy kèo mất của em rồi nhá. Đợi mãi anh khoan giếng Khánh Hòa ra mà ra xong lại đi về, buồn hết cả người. Anh em còn chưa kịp uống với nhau ly cà phê. Anh Hà nhanh lên mở bát cho bọn em cái lửa nhá, đầu năm cho nó may mắn. Đầu tư sớm thì tiền lấy lại sớm anh ạ. Đừng chần chừ. Con này lăn bánh thì chưa đến 1.1 tỷ anh nhá. 150 m cần này, búa 55A 45A hắc kim cương này. 3 cuộn dây hơi phi 60 này. Búa mũi đầy đủ, chưa đến 1 tỏi 1. Con này là FX200, động cơ 65 kW, là động cơ lớn, và có hỗ trợ bộ tời, hỗ trợ khoan nước, hỗ trợ quay nhanh,
Bây giờ bác nào mà đầu tư thì lên đầu tư những cái công năng nó mới như thế này. Vì khi mà mình mua cái loại không có những cái công năng này, đến lúc muốn lắp lên không lắp được. Thế nhưng mà bây giờ các bác chỉ bỏ ra thêm 30 triệu thôi là các bác có thêm 3 cái công năng này rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà bây giờ mình không mua đến lúc muốn lắp lên không lắp được. Có thể 30 triệu mình để sẵn trên đấy, bây giờ chưa dùng thì sẽ có lúc dùng đến. Đấy. Ờ, cả cặp máy này là máy FX anh Lam Linh nhá. FX 200 bánh xích cao su. Có hỗ trợ đầy đủ full option. Và con máy lén Kaisan 1877. Động cơ lớn 191 kW. 150 m³. Búa mũi đầy đủ, dây hơi đầy đủ 3 cuộn. Chưa đến một tỏi mốt. Đấy thì hàng thì rất là chất lượng. Đây này, làm phát là ăn luôn này, là các bác ủng hộ em đi thì may mắn sẽ mỉm cười với cả anh em mình. Bắt đầu ra Tết thì là đang là đến cái mùa khoan. Thì anh em nào đang có nhu cầu thì có thể là đang có dự tính đầu tư thì lên đầu tư sớm. Những cái thời điểm này đang rất là nhiều việc. Đầu tư đúng lúc đúng thời điểm thì lấy lại vốn nó rất là nhanh. Anh đầu tư sai cái thời điểm thì phải đến sang năm sau thì mới lấy lại được vốn. Nhưng con này có thể là trong năm nay, may mắn thì có thể là trong năm nay, là từ giờ đến giữa năm thôi may mắn. Đấy là đến giữa năm thôi, còn không may mắn thì có thể là đến cuối năm các bác mới hòa gốc. Nói về cái độ may mắn thôi nha, còn không may mắn thì không ai biết như thế nào mà nói trước đâu em, nhưng nói vui thế thôi. Bác đừng ngứa vào lém gạch nhá. Rồi chị Thành Thủy cứ giá đẹp thì em giới thiệu cho khắp nơi Nghệ An, Quảng Bình là về hết chị. Anh chuột sang năm đổi dàn to đi nhá. Dàn này thì đang đầy đủ công năng và làm đến 200, hơn 200 mét là thoải mái. Giàu như anh chuột thì mới mua được thôi. Đúng đấy, như anh Hà làm 2 tháng đủ vốn thì các bác thợ khoan đang mơ ước đấy. Anh Hà cứ làm mua máy về 2 tháng là đủ vốn rồi. Đỉnh của đỉnh. Anh Nghĩa đây đang ở Diễn Châu anh Nghĩa nhá. Đang ở Diễn Lâm Diễn Châu. Chào anh Quân. Ừ, chào các anh. Các anh có nhu cầu mà hỏi về cái gì thì có thể là nhắn tin, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho em, hoặc là để lại số điện thoại nhá, thì em sẽ gọi lại tư vấn và báo giá cho. Hôm nay đang mưa xuân này, đẹp quá này. Gần nhà anh Nghĩa thì anh Nghĩa ra đây chơi đi. Chưa bằng anh Hà. Anh Hà thì 4 dàn máy bánh xích, 2 ô tô đẹp. Cứ nhìn cái đấy là biết đẹp trai rồi. Em đẹp trai nhưng mà đi bộ là vứt bỏ. Ok anh Nghĩa nhá, em vẫn chắc ở đây là tầm 2-3 ngày mà thì đã hứa với anh chủ máy ở đây làm cho anh ấy theo dõi thôi chứ mình không phải làm. Ở đây với anh 2-3 cái giếng. Nếu 3 giếng là ngon lành, không có sự cố gì thì bọn em về. Thế là ngày rộng tháng dài anh ạ.
Ở đây đang khoan giếng dân thôi anh ơi, khoan giếng đập đường kính 130 thôi chứ dân đây họ chỉ làm đường kính nhỏ như vậy. Con máy này nếu mà đây là FX200, anh Lê Văn Linh nhá. Con này là FX200. Động cơ 65 kW. Có đầy đủ công năng và con máy nén khí 1817, động cơ lớn 191 kW. Cộng 150 mét cần. Búa mũi dây hơi đầy đủ. Chưa đến tỷ rưỡi à, chưa đến tỷ mốt. Thiếu vài chục nữa là tỷ mốt. Thế là anh em nào có nhu cầu thì cho em xin cái số điện thoại để em có thể là gọi lại tư vấn trực tiếp cho các bác tốt hơn. Đi khoan thì em không có kinh nghiệm, nhưng mà để cái phần tư vấn máy thì chắc chắn em cũng có một chút kinh nghiệm. Làm này thì em thua các bác hết rồi, em chỉ biết đứng xem là giỏi thôi. Anh Chuột bảo hộ anh Nghĩa em cái, em không bảo được. Đây bà con xem đông quá thế này có khi là để bán vé vào cổng. Đấy. Đây ống bao 200. Ống bao to quá. Đấy bà bầu đang đứng xem này. Mưa gió này bà chịu khó bà sang xem. Thôi để mai em hẹn anh Nghĩa là xem nó gạ gẫm được anh cái món gì không. À, anh Chuột này đang làm ở đâu nhỉ? Sáng ngày thấy làm ở đâu, có làm ở Hòa Bình nữa không? Ngày mai kia về em ghé vào đây chơi. À, anh Quân khoan giếng cái này thì nó chỉ hại dầu thôi chứ không hại điện anh ạ. Nó là tiền nào của đấy mà các anh. À, nói chung là tiền nhiều thì mình được những cái công năng nó nhiều hơn và nó hiện đại. Làm bình thường người ta làm 2 ngày thì mình làm 1 ngày. Đấy, con máy nó khỏe hơn thì làm chắc chắn nó sẽ nhanh hơn. Và có thể khi mà cái chiều sâu nó sẽ đáp ứng được cho những cái công việc của mình sau này. Có thể là 2-3 năm sau anh không bị lỗi thời. Thế nhưng bây giờ anh đang sử dụng những cái đàn nó nhỏ quá. Có thể sang năm sau thôi anh lại phải chạy theo người khác. Thế mà đầu tư bây giờ thì mình đầu tư một lần, mình có thể dùng đến vài năm nó không bị lỗi. Anh Thượng đâu có xem không, không ý ới gì thế nhỉ? Vào bình luận câu cho nó vui đi chứ. Đây là hôm nào về em nên em bàn giao cho anh Thượng sau nhá. Thượng đâu có xem trộm, không nói gì chán đâu. Thôi xin chào các bác nhé, quay đây bác xem nhiều quá chán, lần sau phát lại không buồn xem nữa. Thì anh em nào có nhu cầu mua cái sản phẩm gì thì có thể là cho em xin cái số điện thoại, hoặc là có thể gọi trực tiếp lên số điện thoại của em. Em sẽ tư vấn cho về máy khoan, máy nén khí và sẽ báo giá chi tiết cụ thể từng cái sản phẩm. Thì các bác yên tâm, giá cả bây giờ đang cạnh tranh. Rồi là
cũng không có ai đắt hơn ai nhiều đâu. Cái chuyện đắt hơn 5-10 triệu thì chắc chắn là có. Thế nhưng mà quan trọng là các anh ưng ý ở đâu và chất lượng phục vụ như thế nào để các anh lựa chọn cái đơn vị thôi. Còn máy của em và tất cả những đơn vị trên Hà Nội thì cũng đều là giống nhau hết. Quan trọng với các bác là ưng ý hợp bên nào, thích ai thì làm việc với người đấy. Còn tiền long thì chắc chắn là nó chênh lệch không đáng kể. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Em chào tất cả các bác.